Ok, em tẹt cho bà khách ở Hà Tây, Thanh Oai Hà Tây thì nói chung là cũng Hà Nội này thôi. Đây, V6 radio nét căng. Đấy, để dàn radio nhá. Đấy, đấy, chọn một sóng khác đi. Radio nét lắm. À. Ok bác nha. Tẹt đĩa cho bác này. Tẹt đĩa cho bác này. USB thì cứ cắm vào là chạy thôi. Bên em có bán những cái USB này, 350.000 một cái. Nhạc tuyển của dân chơi audio nghe cả năm không hết. À. Đang xài tạm cái loa này. Loa test. Cứ nhìn thấy loa này là biết loa sơn loa audio rồi. Loa để test này có 4 đường loa ra, 1 2 3 4, đường ra amply ra sub đầy đủ. Đấy. Xong con này. Rồi, bây giờ để test tiếp cho bác khách. Rút điện ra. Bây giờ em test cho bác khách ở Bắc Từ Liêm. Cắm điện lên. Rồi, hai loa hai bên. Giá sơ bộ dự kiến lên tới hơn 400% đối với sản phẩm mật ong của Việt Nam. Đẹp đĩa cho bác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng việc phía Mỹ áp dụng mức thuế chống bán phá giá. Tét đĩa cho bác nhá. Còn đây là USB. Cũng tét luôn. Đây, volume này. Hai loa hai bên này. Chép này. Bác mua bản full loa mà. Phê luôn bác ạ. Rồi USB. V6 rồi mày, đẳng cấp. Cắm vào là từ đọc hết. Kính chào toàn thể anh em đam mê audio cả nước. Chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio. Đây, phía sau đây bác. Phía sau bác có thể ra thêm loa đây này. Và cắm thêm loa này. Sơn Loa Audio, anh em được chia sẻ nhiều đồ chơi về đầu CD ô tô, loa toàn giải, âm ly đè và các thùng loa bình dân đến cao cấp. Hãy liên hệ hotline 0988-4435 để được gặp trực tiếp Sơn Loa. Cắm bắp chuối, cắm gì cũng được, đầy đủ. Radio này. Sơn La xác định lấy đĩa đây. 25 sẽ phát triển khoảng. Ok nhá. Lọc điện của bác đây. Khảo nghiệm cây Macca được đánh giá là khá phù hợp. Lọc điện của bác đây, em gói vào đây rồi. Đấy. Nên sinh trưởng. Em gửi cho bác đầy đủ nhá. Một số diện tích rồi. Sản phẩm.